Bác từng nói người được bí mật thiền tông là Phật nhân mở ra rồi. Vậy tất cả những người được truyền bí mật thiền tông là đều là Phật nhân hết, có đúng hay không ạ? Đúng, nhưng mà điều mình coi chừng nó quay đầu. Ông Phật nó truyền một trăm người, 90 là 10 đó, nó quay đầu hết. Là sức hút vật lý mà không thể thoát ra được cái quy luật này nữa. Sức hút vật lý là cái ham muốn của con người đó. Thì Đức Phật gọi là cái ham muốn là ma vương đó, chứ không có gì đâu. Chứ không phải con ma dương là cái con ấy đâu. Mà cái ham muốn con người chính là ma vương đó. Thấy không? Thì cái này do cái tưởng con người thôi. Thế giới này là danh tiền tài, danh lợi và địa vị. Anh muốn thoát ra cái ba cái này không thể dễ thoát đâu. Bây giờ nên nhớ rằng dù anh có công đức nhiều bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi mà anh về Phật giới mà anh chỉ cùng có một cái tâm niệm ở lại thôi, thần bôi liền, bôi công đức anh quay rồi. Nên nhớ nó khó chỗ đó, chứ không phải là tôi có công đức nhiều tôi về đâu. Sau cùng mà anh chỉ, bởi vì nói là tại sao mà trong cái lời dặn dò tôi nói anh muốn về Phật giới phải ham muốn mãnh liệt, đừng có ham muốn gì thế gian này thì ông thần mới thả. Còn nếu mà mình ham muốn không về Phật giới thì chỉ ham muốn nhớ là cái gì của thế gian này, ông thần bôi liền. Nên nhớ ông bôi bằng gì? Ông nhuộm bằng điện từ âm, bôi vô nó đen liền. Thì khúc đó mình muốn về không được, không thấy đường sao về. Nó đã nhộm đen rồi không thấy đường về. Nó phải hiểu cái nguyên tắc cái thế giới này. Vì thế mà muốn về Phật giới không phải dễ đâu. Vì thế mà ta nói thật kỹ rằng phải ham muốn mãnh liệt, công đức phải nhiều. Chứ đừng nói ha, tôi có công đức nhiều rồi tôi không chịu về sao đây. Đó, phải hiểu cái thế giới này nó khó, muốn thoát ra cái thế giới vật lý này khó lắm chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà Đức Phật bảo nó là tất cả những gì mà tích tụ nhiều ở thế gian này khó thoát lắm. Tại làm sao? Đức Phật phải bỏ cung vàng địa ngọc ra gốc cây ngồi. Tại sao ông Trần Nhân Tông phải bỏ thành Thăng Long trèo lên núi ngồi? Không dễ đâu. Bây giờ cái di tích còn lại thì ổng ngồi trong ổng mới có cái căn thôi, căn phòng rồi là ổng ngọa am, cái am để ổng nằm ổng ngủ thôi đó. Chứ đâu có cơ cái. Còn ổng cất duy nhất có cái chùa Đồng để ổng trả lời cho ông Triệu Nhật Trường thôi. Còn bây giờ mình là canh chứ bằng cất nhà to lớn mà nó chuyển sai hết. Đó, thì nó khó đó, Đức Trần chúng ta không biết chứ sao không biết. Thì bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu nối tiếp cái dòng Thiền Tông này để công bố và phổ biến ra thôi. Nhưng mà cũng phải nói rằng chỉ có 5% người truyền thiền được tiếp tục đi thôi. Thì bây giờ nói, ông Phật nói 5% chứ giờ mình cố gắng đi, mình cố gắng mình nâng cấp lên. Người ta dạy chỉ cho rõ ra thì mình coi có thể là mình tăng thêm được bao nhiêu phần trăm là do mình. Chứ ông Phật ông chỉ thấy là thì một 100 người chỉ có 5 người đi thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là ngoài việc công đức quá ít phải áp dụng nhất tự thiền thì có cách nào để các vị thánh không gây khó dễ khi chung ấm thân xuất ra khỏi thân tứ đại không ạ? Cái đường về Phật giới thì nó chạy có 3 cái trường hợp về Phật giới thôi, chứ không có cách nào hơn. Thế gian này mà cái này là, nay tôi nói cho rõ đó, anh có công đức thật ít cũng được, mà dưới điều kiện phải mở con mắt. Ít cũng được, mà mở con mắt thấy đường thì thần cho. Nhưng mà cái thuật á, muốn cho anh đi ra là phải thử, nguyên tắc phải thử thôi. Chứ sự thật anh có công đức là anh về được rồi đó. Nhưng mà anh cũng phải qua cái thử thách, anh có thật tình nó muốn về không. Vì thế mà trong cái liệu truyền thiền người ta bảy và phải ham muốn mãnh liệt, vô thiền tông phải ham muốn mãnh liệt. Chứ anh ham mới 50% thì kể như không luôn. Là vì 50% này khi mà hành thả anh ra thì cô hồn nó sẽ tạo ra những cái một cái cảnh nó có thể còn 1000000 lần nó đẹp hơn cái tưởng của mình luôn. Rồi mình nhào vô, rồi mình theo. Thì theo đó đâu? Thì theo vô loại thánh rồi. Mình làm sao chạy thoát được.
Vì thế mà cái tổ U Ba Cúc Đa tại sao làm tổ mà còn thấy cô hồn nó hiện mà vẫn đảnh lễ nó, một vị tổ rồi đó mà còn vướng ở chỗ này. Thành ra Đức Phật cũng muốn là người đời mà pháp muốn về Phật giới thì phải ham muốn mãnh liệt, đừng có ghé bất cứ đâu trong tam giới này, dù có đẹp cỡ nào cũng phải bỏ. Vì thế mà Đức Phật phải dạy câu là gặp Phật giết Phật, không có chấp nhận cái này thì anh mới về được. Nó phải hiểu cái thế giới này là thế giới vật lý, nó dính như keo khó mà thoát ra được, chân này dở lên hết dính, bỏ chiêu xe vô dính, không cách nào thoát ra được. Vì thế mà có cái chuyện mà 100 triệu người chỉ có một người dám tu cái này thôi, còn bao nhiêu người không dám đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu 12 ạ. Ham muốn trở về Phật giới, nếu ham muốn quá thì có bị bên các vị thánh xen vào không ạ? Ham muốn thì không sao, nhưng mà nên nhớ, phải nhớ rằng cái ham muốn mà thấy ai dẫn mình về là đừng đi theo. Ham muốn là được, nhưng mà ai lại nói để tôi dẫn đi về Phật giới đừng có theo. Cái đó là thánh đó, mình phải chú ý một chút xíu đó thôi. Ham muốn, tự nhiên mình ham muốn, mình làm này làm kia, mình xét lại nó đúng thì được, về Phật giới được. Mà ham muốn làm cái, có ông này nói là Phật Thích Ca xuống dẫn đi, rồi theo ổng là chết đó. Bởi vì phải căn tu cái này phải căn cứ vào trong kinh Diêm Cang, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, không có xài. Ở thế gian, thế giới vật lý này, tu Tiền Tông dẹp mấy ông này hết đi. Chừng nào truyền thiền thì nhờ ổng chứng, còn hết truyền thiền không có chứng. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Giờ con hỏi tiếp đi. Tại sao con càng ham muốn mãnh liệt được giải thoát thì thường trong suy nghĩ con nó phát ra là đừng về Phật giới. Vậy cái hiện tượng này là như thế nào ạ? Mình phát muốn thì cái đây nó cản mình thôi, do thánh cản mình biểu ở đây vui hơn, đừng có về bển buồn lắm. Tất cả mình mà ham muốn về Phật giới thì chắc chắn sẽ có người cản mình. Mà cái đó là cái gì? Khi mà một về Phật giới mà vị thần mà thả ra rồi, khi bước qua cái cửa đi về Phật giới thì ông thánh ông nhào ra, ông kéo mình lại. Ha, mà ông kéo mình lại mà mình hiểu ra thì ổng bỏ mình, còn mình không hiểu mình đi theo ổng là mình về Phật với ổng á, về thế giới của ổng á, thế giới Phật của ổng á, chứ không phải về Phật giới mà về thế giới Phật của mấy ông này. Ổng lập ra nhiều lắm, ổng lập ra nhiều thế giới Phật lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Con lập lại. Ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào? Chứ ham muốn mãnh liệt này là mình ham muốn không dời đổi, quyết chí làm cho xong cái chuyện này, gọi là ham muốn mãnh liệt chỗ này. Bây giờ khi nào con ham muốn về Phật giới, có người nào cái đó, đừng, cái này nó đúng hơn nè, thì con vừa bỏ cái ham muốn này, con chạy qua bên kia. Thấy không? Có nghĩa là không dời đổi, ham muốn mình là không dời đổi, cố gắng không dời đổi, gọi là ham mãnh liệt, không ai lay chuyển được mình hết, gọi là ham muốn mãnh liệt, không ai nói cái gì cũng không nghe, đó là gọi là ham muốn mãnh liệt. Thiền Tông nếu muốn về thì phải cái này, bởi vì Thiền Tông khi mình vô tu Thiền Tông thì rất nhiều cạm bẫy, người rủ cái này rồi rủ kia, thì tôi đã nói rồi, khi mà công bố huyền ký rồi này thì ông Thích Từ Thông, ông mới cứ in ra một cái quyển, ông phát cho bên Thiền Tông, Thiền Tông qua cũng nhiều lắm, cũng qua bên đó nhiều lắm, gọi là mấy người này không ham muốn mãnh liệt. Nên nay người ta nói rồi, bây giờ chạy qua bên kia, chạy bên kia không được thì chạy qua, là mấy cái người này là khó nha. Tôi bảo đảm là khi mà lâm chung rồi, thánh nó dụ chừng một tăng là đã thua rồi, chứ đừng có nói gì hai tăng. Thấy không? Nó phải bắt buộc phải ham miếng kiên cố chỗ này thì mới được, mới mới
thành công được. Còn ham muốn mà không, nó bị lay chuyển rồi thì chắc chắn không giải thoát được. Vì thế mà trong truyền thiền đã nói rồi, 95% rút lui, 5% đi tới. Rồi câu hỏi tiếp đi.